Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Tại động phủ Lôi Minh Sơn, đám người Dạ Quân từ trong sợ hãi khôi phục trở lại. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt không thể tin được, nhìn chằm chằm vào hai tên thiếu niên. Dạ Quân ho khan một tiếng, là người thứ nhất nói chuyện. Thật không nghĩ ra Phương huynh đệ lại có được pháp lực như vậy. Lúc trước tiếp đón không được chu đáo, mong thứ lỗi cho chúng tôi bất kính. Phương Tử Vũ không có hành động gì. Từ Ngạo Thiên chắp tay cười nói, Dạ Quân khách khí rồi. Tinh Nguyệt tiên tử. Mắt thấy Tinh Nguyệt cứ mãi nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ, không có phản ứng gì, Dạ Quân tăng thêm âm lượng nói, Tinh Nguyệt tiên tử. Tinh Nguyệt ánh mắt khác thường dán chặt trên người Phương Tử Vũ, dùng mình một cái, vội chắp tay nói, Có. Dạ Quân mỉm cười nói, Phương huynh đệ đã là yêu hồ nhất tộc, nơi ở của bọn họ liền do ngươi đi an bài thôi. Thần lĩnh mệnh. Dạ Quân quay sang nhìn Từ Ngạo Thiên hỏi, không biết hai huynh đệ các vị hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Từ Ngạo Thiên đáp, tại hạ mới bước vào phản pháp quy chân. Phụt, một vị tán tiên vừa mới uống vào một ngụm trà, đột nhiên đem nước trà trong miệng toàn bộ phun hết ra ngoài. Toàn trường một mảnh ồn ào. Dạ Quân không hề có biểu hiện nào ngoài ý muốn, gật đầu nói, trong tiên giới, kẻ có thể đạt đến phản pháp quy chân ít lại càng ít. Huynh đài tuổi còn trẻ mà đã có thể tiến nhập vào cảnh giới này, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Không biết Phương huynh đệ. Từ Ngạo Thiên cười nói, Tử Vũ hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào, tại hạ cũng không được rõ ràng cho lắm. Chỉ có điều khi chúng tôi tiến nhập vào tiên giới, đều là do Tử Vũ phá vỡ hư không. Wow. Một vị trưởng lão kêu lớn một tiếng, tràng diện lại một mảnh ồn ào. Lần này ngay cả Dạ Quân cũng không khỏi chấn động, mà ánh mắt của Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Tử Vũ lại càng thêm khác thường. Phá toái hư không, đó chính là đại biểu cho lĩnh vực của thần, nhưng lại nhìn khuôn mặt không chút tình cảm của Phương Tử Vũ, tựa như cây gỗ đứng ở đó, trên người không phát ra lấy một chút pháp lực ba động, nhìn thế nào cũng không giống một vị thần. Đúng vào lúc này, một vị tán tiên vội vàng chạy vào, quỳ xuống hô to, Dạ Quân, không xong rồi, Lưu Đức Uy dẫn theo 10 vạn thiên binh đến đây vây quét chúng ta. Dầm. Dạ Quân vỗ mạnh lên thành ghế một phát, quát hỏi, bọn chúng hiện tại ở đâu? Tin tức này là do cơ sở ngầm bên phe ta truyền đến, bọn chúng lúc này còn đang triệu tập đại quân, chiếu theo tốc độ này 3 ngày sau có thể sẽ đến nơi. Truyền lệnh các bộ gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Sau khi đợi tên tiểu binh rời đi, Dạ Quân nhìn hai người Từ Ngạo Thiên cười khổ nói, thật xin lỗi, vốn muốn chiêu đãi nồng hậu hai vị và thuộc hạ, thế nhưng... Từ Ngạo Thiên gật đầu tỏ vẻ thông cảm nói, Dạ Quân, không biết chúng tôi có thể giúp đỡ được chỗ nào hay không? Dạ Quân mắt sáng rực vội hỏi, các vị bằng lòng giúp chúng tôi ư? Từ Ngạo Thiên cười nói, chúng tôi lên tiên giới vốn dự định ăn cắp một kiện đồ vật của thiên đình, tính ra cũng có thể coi là địch nhân của thiên đình. Lại nói sau khi biết được câu chuyện của các vị, chúng tôi cũng nên vì nghĩa mà tận sức giúp đỡ. Tốt, tốt. Dạ Quân cười lớn nói, các vị hỗ trợ, lo gì thiên binh không lui. Tại hạ xin mạo phép hỏi, không biết hiện tại Dạ Quân có được bao nhiêu nhân thủ đây? Khoảng 6 vạn người, trừ đi những người bị thương, chỉ còn khoảng hơn 4 vạn người. 4 vạn? Từ Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, chỉ dựa vào 4 vạn người, làm sao có thể chống lại cả thiên giới đây? Dạ Quân cười khổ nói, không phải là cả thiên giới, mà là thiên đình và một số tiên nhân. Ở trong thiên giới không hỏi thế sự, chiếm đại bộ phận. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của bọn họ, những người này sẽ không quản đâu. Còn một số tiên nhân tâm thiện lương hướng về bên chúng tôi cũng chiếm một bộ phận. Cơ sở ngầm của chúng tôi chính là những người này. Còn lại là những tiên nhân bài xích chúng tôi. Thêm vào đó, thiên binh của thiên đình ước chừng 30 vạn. Chỉ cần có thể đánh bại những kẻ này là được rồi. Ai, kỳ thật không phải là chúng tôi hiếu chiến. Chúng tôi chỉ muốn có được một mảnh thổ địa thuộc về chính mình ở trên thiên giới, không muốn tiếp tục bị kẻ khác ức hiếp mà thôi. Không biết mục đích cuối cùng của Dạ Quân là... Chúng tôi chỉ hy vọng tiên quân có thể coi trọng những người như chúng tôi, đồng thời được hưởng quyền lợi của tự do thôi. Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói. Nếu giảng hòa, khả năng này rất nhỏ. Dạ Quân gật đầu nói. Lúc trước vì ổn định quân tâm, ta bị bức bất đắc dĩ phải xưng quân. Tiên quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Kỳ thật chỉ cần có thể kiên trì đánh lui vài lượt thiên binh, sau đó lấy điều kiện có lợi cùng thiên đình giảng hòa, vì bọn họ mưu cầu một chút lợi ích. Đến lúc đó ta hy sinh bản thân thì cũng không sao cả. Lời này của Dạ Quân vừa nói ra, trưởng lão toàn triều quỳ thành một mảnh, cùng kêu lên: Chúng thần nguyện sống chết đi theo Dạ Quân. Dạ Quân khoát tay nói: Các vị đứng lên đi, lấy 6 vạn người chống lại 30 vạn người tuyệt đối không có khả năng. Ta không hy vọng đám thủ hạ bởi vậy mà mất mạng đâu. Từ Ngạo Thiên chen vào nói: Cũng không phải là không có khả năng. Khi Từ Ngạo Thiên nói ra lời này thì Dạ Quân đang nhìn các trưởng lão vẫn quỳ trên mặt đất, không hề nghe thấy. Người vẫn một mực ở sau lưng ông ta khẽ giật giật góc áo của Dạ Quân, lại chỉ về phía Từ Ngạo Thiên. Dạ Quân nhìn về phía Từ Ngạo Thiên hỏi: Thật xin lỗi, ta vừa rồi không nhìn thấy, ngươi vừa mới nói cái gì? Từ Ngạo Thiên lặp lại một lần nữa nói: Lấy 6 vạn đánh 30 vạn cũng không phải là không có khả năng. Dạ Quân nhíu mày nói: Theo ý tứ của ngươi là... Chỉ cần vận dụng kế sách thích đáng, phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuyệt đối có thể lấy ít thắng nhiều. Ngừng lại một lát, Từ Ngạo Thiên lại nói tiếp: Khi mới đến đây, ta đã có quan sát sơ qua hoàn cảnh của nơi này. Mặc dù hoàn cảnh cũng không được coi cho là tốt, song chúng ta chiếm giữ quần sơn, lợi dụng địa thế hiểm yếu nơi này, hợp với địa lợi. Trong cái nhìn của phe thiên đình, chúng ta là phản quân, nhưng bản thân chúng ta lại vì sinh tồn mà chiến đấu, trên dưới một lòng, cái này chiếm nhân hòa. Ngoài ra thiên binh trăm ngàn năm không xảy ra chiến tranh, quân kỷ đã tan rồi, chỉ cần có thể ngăn được 2-3 đợt tấn công trước mắt, nhất định có thể làm tiêu tan đi duệ khí của bọn chúng. Đây còn không phải là thiên thời hay sao? Nơi này nhiều năm hôn ám, lợi cho chúng ta ẩn nấp quá rồi. Dạ Quân gật đầu nói: Lời này của ngươi nói có lý, nhưng chiến thiên chúng tướng khi còn ở dưới phàm gian đều là lão tướng tài giỏi, kinh nghiệm rất phong phú. Nếu vậy thì phải xem kế sách của ai thích đáng hơn rồi. Dạ Quân gật đầu lại hỏi: Thấy Từ Ngạo Thiên huynh đệ tính trước hết mọi việc như vậy, chắc hẳn ở phàm nhân gian cũng là một nhân vật thành danh thì phải. Từ Ngạo Thiên mỉm cười. Mặc dù hắn không phải là một người thích tự biên tự diễn, nhưng nếu không đem những chiến tích đã trải qua nói ra, chắc hẳn những người này sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nên biết rằng trong chiến tranh, tín nhiệm là điều quan trọng nhất. Đại tướng ở bên ngoài chinh chiến khắp nơi, nhưng hoàng đế trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, đây là điều tối kỵ trên chiến trường. Ngay sau đó, Từ Ngạo Thiên đem thân thể của bản thân và Phương Tử Vũ nói ra. Cho đến tận lúc lên thiên giới mới ngừng, ngoại trừ sự việc thần mộ là không nói đến, chỉ nói đám người mình lên thiên giới là muốn lấy đầu mối liên quan đến sự kiện yêu hồ nhất tộc bị diệt tuyệt. Nghe xong câu chuyện cũ kinh tâm động phách, trên mặt mọi người biểu hiện ra không giống nhau. Ánh mắt của Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Tử Vũ, trong sự khác thường càng mang theo ánh sáng. Tốt! Dạ Quân vỗ mạnh lên thành ghế một cái nói: Nếu hai vị huynh đệ đã từng có công tích vĩ đại như vậy, ta bây giờ phong cho Từ Ngạo Thiên làm quân sư toàn quân, có quyền chỉ huy tuyệt đối trên chiến trường. Phương Tử Vũ làm huyết đại tướng, thống suất tam quân. Tinh Nguyệt tiên tử, Quái Thiên đạo trưởng làm phó tướng. Ngay hôm nay bố trí hết thảy nghênh chiến thiên binh. Dự Phong đạo nhân nhíu mày đứng bật dậy chắp tay nói: Dạ Quân. Dạ Quân xua tay nói: Dự Phong đạo trưởng không phải nói nữa, dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng. Huống chi thực lực của Phương huynh đệ lúc trước tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, tin rằng nếu hắn muốn hại chúng ta, trong chúng ta ở đây một kẻ cũng không chạy thoát đâu. Dự Phong đạo nhân suy tư chốc lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói: Thần tuân mệnh. Tinh Nguyệt tiên tử: Có thần. Trước hết người mang hai vị minh hữu đi xuống nghỉ ngơi, sau đó dẫn bọn họ đi quan sát một chút địa hình xung quanh đi. Tinh Nguyệt chắp tay nói: Thần lĩnh mệnh. Đi đến trước mặt Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói: Mời đi theo tôi. Sau khi bóng dáng của ba người biến mất khỏi tầm mắt, Dự Phong đạo nhân mới tiếp tục nói: Dạ Quân, ngài thật sự cho rằng hai kẻ này có thể tin được sao? Dạ Quân xoa nhẹ nhẹ huyệt thái dương nói: Tuy rằng lời nói vừa rồi của bọn họ không hoàn toàn chân thật, song ta có thể nhìn ra được bọn họ quả thật là có thành ý. Sau đó Dạ Quân đứng lên đi đến bên cạnh Dự Phong đạo nhân, vỗ vỗ bả vai của lão cười nói: Đạo trưởng, người hãy chờ xem, có lẽ chúng ta có thể phản bại thành thắng cũng không chừng à. Dạ Quân chăm chú nhìn về phía hang động thông đạo nơi Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vừa mới rời đi, kiên định nói: Ta tin tưởng chúng ta có thể thắng, ta có loại cảm giác này. 10 vạn thiên binh tựa như đại dương mênh mông không bờ bến, đại quân như thủy triều trùng trùng điệp điệp tiến về Lôi Minh Sơn. Trên đỉnh núi cao, Từ Ngạo Thiên day day mạnh huyệt thái dương, thở ra một hơi thật dài nói: Lần này là kẻ nào dẫn quân vậy? Tinh Nguyệt ở bên cạnh lập tức hỏi: Là Lưu Đức Uy, làm sao vậy? Hắn rất lợi hại ư? Lợi hại? Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi cười khổ nói: Không phải là các ngươi đã nói chiến thiên chúng tướng đều là những lão tướng tài giỏi, kinh nghiệm phong phú hay sao? Tại sao lại tiến vào núi như vậy? Hoàn toàn vô chương vô pháp à? Quái Thiên đạo trưởng cười nói: Đó là do lúc đầu Dạ Quân còn chưa nói rõ. Chiến thiên chúng tướng tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người là đại tướng từ thời phong thần, được võ vương đích thân sắc phong, còn 2 tên Lưu Đức Uy và Trần Phong Hải vốn là người tu chân, sau khi phi thăng dựa vào thực lực của bản thân và công phu vuốt mông ngựa mà bò lên. Từ Ngạo Thiên bĩu môi nói: 3 tên đại tướng kia không nhắc tới sao? Tinh Nguyệt giải thích nói: Quy củ của tiên giới rất nghiêm ngặt, hạ cấp tuyệt đối không thể chống đối thượng cấp được, mệnh lệnh của thống soái hạ xuống nhất phải được chấp hành. Phương Tử Vũ ở một bên cười lạnh nói: Vậy bọn chúng là tự đi tìm chết rồi. Tinh Nguyệt và Quái Thiên khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đồng thời nhìn ra được thần sắc mê hoặc. Mấy lần trước thiên binh đánh lên Lôi Minh Sơn, tất cả đều là một dạng liều chết xung phong tiến lên, cũng không có điều gì là không ổn thỏa cả. Tại sao lần này lại biến thành tìm chết đây? Kỳ thật điều này không thể trách bọn họ được. Tiên giới từ khi được hình thành đến nay chưa từng xảy ra chiến tranh, trải qua thời kỳ thái bình, làm gì còn kẻ nào phải đi đánh giặc. Lại nói nhân số của thiên binh vượt xa phản quân trên Lôi Minh Sơn, toàn bộ xông lên giải quyết một lần không phải là xong sao? Tử Vũ, Từ Ngạo Thiên ném về phía Phương Tử Vũ một ánh mắt dò hỏi. Phương Tử Vũ gật đầu nói: Được, giao cho đệ đi. Từ Ngạo Thiên lại quay sang nói với Quái Thiên đạo nhân: Quái Thiên trưởng lão, phái một đội 2 vạn quân tinh duệ theo Tử Vũ ngăn đón thiên binh đại quân. Cái gì? 2 vạn chống với 10 vạn ư? Quái Thiên biến sắc, mà Tinh Nguyệt tuy không có biểu hiện khoa trương như vậy nhưng cũng hơi hơi động dung. Từ Ngạo Thiên nở nụ cười, lại nhìn về phía Tinh Nguyệt nói: Tinh Nguyệt tiên tử, ngài dẫn theo 1 vạn người, phân biệt mai phục ở trên 2 đỉnh núi, đoạn giữa chiến trường. Chiến sự một khi nổi lên, liền đem đầu gỗ đực tẩm dầu được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua đốt lên rồi ném xuống núi. Vì thu thập đủ gỗ, Từ Ngạo Thiên động viên toàn bộ 4 vạn đại quân đi vào khu rừng nằm sâu trong Lôi Minh Sơn cốc, chặt cây 3 ngày 3 đêm, còn bắt lấy rất nhiều động vật, dùng da thịt nấu lên chế ra dầu mỡ, rồi đem tất cả cây gỗ chặt được tầm qua. Ngừng lại một lát, Từ Ngạo Thiên lại nói: Gỗ ném xong thì ném đá, tóm lại phải không ngừng ném, tạo thành hỗn loạn cho bọn chúng. Đôi mắt mê người của Tinh Nguyệt đảo vài vòng hỏi: Nếu đại quân của bọn chúng xông lên núi thì sao? Từ Ngạo Thiên cười nói: Không có đâu, bởi vì bọn chúng đã không còn kịp nữa rồi. Quái Thiên và Tinh Nguyệt đồng thời hỏi: Tại sao? Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi nói: Bởi vì ta sẽ dẫn theo 1 vạn quân còn lại vòng từ phía sau bọn chúng tiến hành không tập. Chủ soái trận địa bị địch nhân tập kích chắc chắn sẽ khiến cho quân tâm đại loạn, đến lúc đó chạy trốn còn không kịp, lại có kẻ nào dám tiếp tục mạo hiểm xông lên núi liều mạng đây? Quái Thiên còn có chút lo lắng hỏi: Như vậy cũng được sao? Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: Các ngươi yên tâm đi, ta duy nhất lo lắng chính là 3 tên đại tướng mà các ngươi đã nói, còn tên thống soái kia hoàn toàn là cái bao cỏ. Ngừng lại một lát rồi nhìn về phía Phương Tử Vũ nói: Tử Vũ, bên đệ là nguy hiểm nhất đấy. Yên tâm đi, bọn chúng ngăn trở không được đệ đâu. Giọng điệu của Phương Tử Vũ rất kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng điều đó là chuyện đương nhiên. Thử hỏi kẻ nào có thể thương hại đến một vị thần đây? Từ Ngạo Thiên vỗ tay một cái nói: Được rồi, đi thôi, chúc mọi người may mắn. Sau đó 4 người phân biệt đi về 3 phía khác nhau. Phương Tử Vũ ngồi trên thiên mã bên phe Dạ Quân quả thực là quá yếu. Thiên mã chỉ có hơn 1000 thất, mà 10 vạn thiên binh của đối phương có đến 8 vạn 7 thiên mã. Phương Tử Vũ nhếch mép nhìn một cái, bên cạnh và sau lưng, bên cạnh hắn là Quái Thiên Đạo Nhân và Thiết Huyết Vệ, còn tứ nữ thì bị Từ Ngạo Thiên phái đến trợ giúp Tinh Nguyệt. Sau lưng hắn là một đám tàn tiên và yêu tiên, trang phục, vũ khí hoàn toàn không đồng nhất, nhìn qua tựa như một đám đạo tặc. Thiên binh rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt, một mảnh đen thui nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ có điều bước chân không thống nhất đã bộc lộ ra bọn chúng được huấn luyện không tinh. Dẫn đầu là 3 tên trung niên nam tử thân mặc kim giáp, xếp thành hình tam giác. 2 tên nam tử phía sau nhìn thấy đám người Phương Tử Vũ bày trận địa sẵn sàng đón địch thì khẽ giật mình, sau đó mau chóng chuyển hướng quan sát núi cao hai bên, lại nhìn nhau gật đầu một cái. Một tên trong đó đi lên ghé tai tên nam tử dẫn đầu nói nhỏ điều gì đó. Tên nam tử đó nhíu mày, phất phất tay, lại tiếp tục đi về phía trước. 2 tên nam tử ở phía sau lộ ra vẻ mặt thất vọng và lo lắng. Phương Tử Vũ nheo mắt, biết rằng kẻ đi đầu tiên chắc hẳn là Lưu Đức Uy, mà 2 kẻ đi sau khẳng định là 2 trong số 3 tên đại tướng có kinh nghiệm. Đối với biểu hiện mới vừa rồi của bọn họ, Phương Tử Vũ đã có quyết tâm phải giết cho bằng được 2 người này. Nếu không để cho một kẻ trong bọn họ làm thống soái, trận chiến này sẽ phi thường khó khăn. Lưu Đức Uy dừng lại ở rất xa, nhìn đám người Phương Tử Vũ lộ ra vẻ xem thường và khinh miệt, sau đó rút ra trường kiếm vung mạnh về phía trước. Giết! Tiếng hô hào chém giết tinh tai nhức óc, cơ hồ 10 vạn thiên binh đồng loạt xông lên. Phương Tử Vũ mặt không chút thay đổi, nhìn 10 vạn thiên binh càng lúc càng gần, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác gì. Đúng lúc đại quân chuẩn bị tiếp cận thì trên núi cao hai bên đột nhiên xuất hiện tán tiên và ưu tiên dày đặc, sau đó vô số cây gỗ được đốt cháy bị ném xuống núi, sơn cốc ngay lập tức rơi vào trong biển lửa. Cũng vào lúc này, Phương Tử Vũ nắm chặt trường đao trong tay, thúc ngựa xông vào trận địch. Thiết Huyết Vệ theo sát hai bên, Quái Thiên và đám tàn yêu, yêu tiên phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng theo sát phía sau xung phong xông lên. Đại chiến chính thức triển khai, Phương Tử Vũ như sát thần hàng lâm, không kẻ nào có thể ngăn đỡ, liên tiếp đem thiên binh mở ra một con đường máu, sau đó giật dây ngựa quay ngược đánh giết trở lại. Bởi vì ở giữa bị biển lửa ngăn cản, chiến đấu của Phương Tử Vũ chỉ khoảng 4-5 vạn quân ở phía trước, song đám người này sớm đã bị biển lửa ở sau lưng làm cho sợ hãi. Thêm vào đó, Phương Tử Vũ lại dũng mãnh vô địch, nơi đi qua không kẻ nào sống sót, thiên binh quân tâm đã đại loạn. Thiên binh ở phía sau phân ra 2 vạn quân, mỗi cánh 1 vạn quân phân biệt tấn công lên 2 đỉnh núi. Lúc này tiếng hô chém giết ở hậu phương vang lên rung trời. Từ Ngạo Thiên dẫn đầu 1 vạn quân đánh bọc hậu phương, giết thẳng về phía soái doanh thiên binh. Cũng vào lúc này, 1 vạn tàn binh, tàn yêu ở 2 trên đỉnh núi đồng thời đánh xuống. Chiến đấu từ lúc hừng đông cho đến tận tối khuya, chiến trường xác chết nằm la liệt khắp nơi. Chiến thiên ngũ tướng ngoại trừ Lưu Đức Uy được cố ý thả đi ra, 4 tướng còn lại toàn bộ tử trận. 10 vạn thiên binh cuối cùng trở về không đủ 1 vạn quân. Còn bên phe Dạ Quân chết trận 6.000 người, trọng thương gần vạn người, còn lại mỗi một người đều mang vết thương nhẹ. Đoạt được 5 vạn thất mã, khải giáp, vũ khí vô số. Dạ Quân một phương đại hoạch toàn thắng, chấn động cả thiên giới. Về phía Thiên Đình, quả nhiên nằm trong dự liệu của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, Lưu Đức Uy sau khi trở về đã đem tất cả sai lầm đổ lên người 3 tên đại tướng. Tiên quân lại phái ra 15 vạn đại quân, lệnh cho Lưu Đức Uy một lần nữa lên đường chinh phạt Lôi Minh Sơn phản quân. Lôi Minh Sơn, tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui mừng thắng lợi, mà 2 người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bị mọi người không ngừng mời rượu mãi cho đến tận đêm khuya. Đợi đến khi mọi người say rượu thành một đống, Từ Ngạo Thiên một mình đi ra ngoài, đứng trên đỉnh núi ngắm vầng trăng sáng ngời trên cao, đôi mắt lấp lánh quang mang trí tuệ. Làm sao vậy? Không cần quay đầu lại cũng biết đó là Phương Tử Vũ. Trên đời này ngoại trừ Phương Tử Vũ ra, đã không còn bao nhiêu người có thể vô thanh vô tức đến gần sau lưng Từ Ngạo Thiên mà không bị hắn phát giác. Từ Ngạo Thiên cười nói, Lưu Đức Uy lại dẫn theo 15 vạn quân đến đây rồi. Phương Tử Vũ đi đến bên cạnh hắn nói, hắn là cái bao cỏ, nếu không chúng ta đã không cố ý tha cho hắn một mạng. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói, Lưu Đức Uy không đủ gây sợ hãi, chỉ là cái phương pháp lần trước của chúng ta đã không thể dùng lại được rồi. hiện tại còn khoảng 3 vạn quân, phải chống lại 15 vạn quân đây. Phương Tử Vũ khẽ cười một tiếng. Từ Ngạo Thiên nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: Đệ nghĩ đến cái gì vậy? Không phải là huynh đã sớm có kế hoạch rồi sao? Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: Đúng vậy, Lôi Minh Sơn địa thế hiểm yếu, lại phức tạp, rắc rối, chỉ có phương pháp đó mới có thể lấy cái giá nhỏ nhất đổi lại thắng lợi lớn nhất mà thôi. Chỉ cần có thể tiêu diệt lượt địch nhân lần này, chúng ta lập tức có thể phát động phản kích rồi. Từ Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng nói: Trận chiến này thật không có gì, huynh chỉ lo lắng cho chàng phản kích công phòng chiến cuối cùng thôi. Phương Tử Vũ vỗ vỗ bả vai hắn nói: Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, không có gì có thể làm khó cho chúng ta đâu. Từ Ngạo Thiên hít sâu một hơi cười nói: Đúng, có hai huynh đệ chúng ta kề vai tác chiến, trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn trở chúng ta đây? Phương Tử Vũ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Hai người sóng vai đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn trăng sáng trên bầu trời. Quả nhiên như Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đã sở liệu, Lưu Đức Uy lần này rút được bài học kinh nghiệm từ lần trước, không dồn đống ùn kéo lên nữa mà đem đại quân phân thành 5 nhóm, lần lượt tiến vào sân cốc, sau đó tập trung dựng doanh trại. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ cũng không chặn đánh nửa đường, bị trước sau giáp công hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lần này bọn họ áp dụng chiến lược du kích chiến, tất cả mọi người rút lui khỏi động phủ, đi sâu vào trong núi. 3 vạn quân còn lại phân thành 40 tiểu đội, sử dụng chiến pháp đánh lén tiêu hao sinh lực địch quân. Mỗi khi thiên binh nấu cơm nghỉ ngơi sẽ có vài tổ đội đến đánh lén, thường chỉ một kích rồi bỏ chạy. Đợi đến khi đại đội chạy đến thì bọn họ đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng, làm cho Lưu Đức Uy tức giận đầy một bụng không chỗ phát tiết. Còn đám thiên binh thì ngủ không yên, ăn không ngon, luôn phải lo lắng hôm nay phản quân có thể đánh nén doanh trại của mình hay không. Cứ như vậy liên tiếp trong vài ngày, ngoại trừ trung doanh quân đội ra, tất cả đội quân bên ngoài đều đã bị làm cho mệt mỏi không chịu nổi, đã mất hết ý chí chiến đấu. Điều này là đương nhiên, ai mà ngờ được đám phản quân đó tác chiến lại âm hiểm bỉ ổi đến như vậy. Những ngày trước song phương đánh nhau đều là liều mạng xông lên hỗn chiến, nhìn xem ai pháp lực cao, nhân số bên nào nhiều hơn là thắng. Bây giờ thì sao? Nghe nói mới gần đây, sau khi Lôi Minh Sơn phản quân gia nhập thêm một nhóm người, bọn họ bắt đầu sử dụng phương pháp đê tiện để tác chiến. Nghe ba vị chiến tướng trước đây nói, cái này gọi là chiến lược quân sự. Thế nhưng Lưu Đức Uy không biết cái gì gọi là chiến lược quân sự cả. Trước kia hắn một mực theo sư phụ tu chân luyện đạo, cho đến khi phi thăng thành tiên, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là tác chiến quân sự. Sau khi lên tiên giới, bằng vào thiên phú hơn người và thực lực của bản thân được tiên quân thưởng thức mà bò lên đến vị trí của chúng thiên tướng chủ tướng. Ở trong ý thức của hắn, chiến tranh là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng không có ngờ được lại gặp phải đối thủ một tên so với một tên càng thêm âm hiểm, càng thêm bị ổi. Đám phản quân này từ trước đến nay không dám cùng bọn chúng chính diện giao phong, chỉ ở xung quanh đánh lén. Nghe nói là do một tên thiếu niên tuấn tú dẫn đầu, không giết đủ số người hắn quyết không lui lại. Song bất luận là phái ra bao nhiêu viện quân, bọn chúng từng tên liều chết trụ vững, trừ phi chống đỡ không được nữa, nếu không đến khi giết sạch mới thôi. Điều này đã làm cho Lưu Đức Uy suy nghĩ rất nhiều, ăn ngồi ngủ nghỉ đều không được yên. Đúng vào lúc Lưu Đức Uy day huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng đau đầu thì trên sườn núi cách đó không xa, Dạ Quân đứng ở phía trước, gió lạnh thổi mạnh tung bay áo choàng của hắn. Từ Ngạo Thiên, Tinh Nguyệt và Quái Thiên đạo trưởng song song đứng sau lưng Dạ Quân không nói gì. Phía sau một trận xôn xao, Phương Tử Vũ toàn thân là máu, dưới ánh mắt đầy sùng bái của binh sĩ chậm chậm đi đến. Bốn người không hẹn mà đồng thời quay đầu lại nhìn Phương Tử Vũ, chỉ là mắt của bốn người cũng không giống nhau. Ánh mắt của Dạ Quân thì mang theo tán thưởng, Từ Ngạo Thiên mang theo tín nhiệm và sớm đã biết trước, Quái Thiên mang theo sự khâm phục, Tinh Nguyệt thì mang theo sự quan tâm. Quả thật trong mấy ngày đánh lén này, Lôi Minh Sơn chư quân thu hoạch rất phong phú. Đại quân Lưu Đức Uy tổn thất thảm trọng, mà thương vong bên họ cơ hồ có thể bỏ qua không tính đến. Trong đó công lao lớn nhất thuộc về Phương Tử Vũ và 1000 nhân mã do hắn dẫn dắt. Mặc dù 1000 người này hiện tại chỉ còn lại không đến 300, song số địch quân chết trên tay bọn họ lại cao gấp 6 lần. Điều này hết thảy là nhờ vào Phương Tử Vũ. Mỗi một trận chiến đều xông lên đầu tiên, lui lại cũng nhất định chờ đến sau cùng. Nơi nào đông địch quân là xông về nơi đó, phàm là những nơi hắn đi qua không có gì cản nổi, cũng không có người nào có thể ngăn trở. Hiện tại thiên binh một phương đã bị hắn chém chết đến sợ hãi, chỉ cần biết là Phương Tử Vũ đến đánh lén, căn bản không ai dám chạy đến chi viện. Một mãnh tướng như vậy quả thực là thế gian khó cầu. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hai người này, một người thì mưu kế chồng chất, một người thì dũng mãnh xung phong không sợ sống chết. Còn có 36 tên thiết huyết vệ mà bọn họ mang đến nữa, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, kinh nghiệm phong phú. Hiện tại trong quân đã chuyển ra một tin đồn thiên ý đã đứng về phe bọn họ, nếu không sẽ không ở thời điểm nguy cấp mang đến nhóm người này. Đương nhiên Dạ Quân không có khả năng đi ngăn cấm lời đồn này, mà ngược lại ông ta còn muốn mở rộng lời đồn, tốt nhất là truyền được vào trong trận doanh của quân địch. Lúc này Phương Tử Vũ giống như ngày đó từ trong huyết trì địa ngục đi ra, từ đầu đến chân không chỗ nào là không đổ máu. Từ Ngạo Thiên đi lên vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn biết tính cách của Phương Tử Vũ, cũng biết vị đệ đệ của mình chắc chắn sẽ làm như vậy. Ngày trước khi còn chiến tranh ở nhân gian giới, hắn đã như vậy rồi. Song Từ Ngạo Thiên cũng không quá lo lắng. Phương Tử Vũ của hiện tại thực lực đã tiếp cận cổ thần, chỉ bằng một đám tiên giới thiên binh cấp thấp mà cũng muốn giết hắn ư? Điều này căn bản là không có khả năng. Cho dù là bản thân Từ Ngạo Thiên cũng có tin tưởng tuyệt đối, hắn có thể một người một ngựa xông vào đại trận của địch quân, sau đó an toàn quay ra. Chỉ có điều tin tưởng vẫn là tin tưởng, có lẽ thật không đành lòng muốn hắn làm như vậy, cho nên Từ Ngạo Thiên vẫn bày mưu tính kế, giảm bớt số lần giao phong chính diện. Phương Tử Vũ đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Từ Ngạo Thiên. Tình nghĩa của hai huynh đệ hết thảy đều không cần nói ra. Dạ Quân dẫn theo Tinh Nguyệt, Quái Thiên đi đến, hướng về phía hai người chắp tay nói: May mắn đã được sự giúp đỡ của hai vị, khiến cho quân ta đại thắng liên tiếp, xóa đi thất bại của ngày trước. Từ Ngạo Thiên cười nói: Dạ Quân quá lời rồi, chúng tôi cũng là xuất phát từ lòng riêng mà thôi. Dạ Quân cười lớn nói: Về công về tư, hai vị đều là ân nhân, đồng thời là anh hùng của quân ta. Đến lúc đó hai vị cần gì, Nhan Kiến nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Từ Ngạo Thiên chắp tay cười nói: Vậy thì cảm ơn Dạ Quân và chư vị trước. Tinh Nguyệt đi đến trước mặt Phương Tử Vũ, hướng hắn gật gật đầu, dịu dàng nói: Ngươi, yêu hồ nhất tộc có ngươi, nhất định có thể trọng trấn hùng phong của ngày xưa. Phương Tử Vũ nhìn về phía bà ta, trong con mắt lạnh lẽo vô tình lộ ra một chút cảm tình. Đó là một loại cảm tình giống như đứa trẻ mồ côi từ trước đến nay vẫn cô độc một mình được gặp lại thân nhân vậy. Dạ Quân mỉm cười lại hướng Từ Ngạo Thiên hỏi: Từ huynh đệ, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây? Tiếp tục đánh lén hay là như thế nào? Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói: Đánh lén đương nhiên là phải tiếp tục rồi, đặc biệt là lúc bọn chúng ăn uống và nghỉ ngơi thì cần phải tăng cường. Nhưng loại gây rối quy mô nhỏ này căn bản là không thể tạo lên hiệu quả mang tính quyết định được. Dạ Quân sừng sốt nói: Vậy thì... Từ Ngạo Thiên mỉm cười thần bí: Đánh lén chỉ là khúc dạo đầu thôi, bởi vì muốn cho bọn chúng nghi thần nghi quỷ, mỗi ngày đều rơi vào trong tình trạng căng thẳng. Đợi đến khi bọn chúng chịu đựng không nổi nữa thì cũng là lúc chúng ta tung ra đòn sát thủ. Đòn sát thủ ư? Dạ Quân nhíu mày hỏi: Đòn sát thủ nào? Từ Ngạo Thiên nở nụ cười nói: Việc binh không chiến mà khiến cho đối thủ khuất phục, đó mới là vương đạo. Đánh trận chính là sắp đặt sách lược. Hiện nay nhân số của địch quân gấp 4-5 lần quân ta, chính diện xung kích đối với chúng ta bất lợi. Mà Lưu Đức Uy sau bài học lần trước cũng đã khôn hơn rồi. Lộ tuyến hành quân và nơi hạ trại đều là những nơi đất bằng phẳng, địa hình này bất lợi đối với quân ta. Nếu muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, chỉ có thể ra tay trên mặt tâm lý thôi, khiến cho bọn chúng cảm thấy bản thân thắng không được nơi đây mới là thượng sách. Quái Thiên ngơ ngác nói: Nhưng ngài vừa mới nói phương pháp này không giành được thắng lợi đấy thôi. Từ Ngạo Thiên cười nói: Cho nên ta nói còn có đòn sát thủ. Dạ Quân và Tinh Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt chú ý, hiển nhiên cũng rất muốn biết đòn sát thủ đó là cái gì. Từ Ngạo Thiên khẽ cười nói: Nhìn đi, qua vài ngày nữa đem bọn chúng dẫn sâu vào trong một chút nữa sẽ có kết quả thôi. Tựa như lời nói của Từ Ngạo Thiên đã nói, dùng quân không chiến nhưng khiến cho địch nhân khuất phục mới là thượng sách. Trải qua mấy ngày liên tục bị đánh lén không ngừng, trong đại quân thiên binh đã bắt đầu xuất hiện quân tâm tan rã. Cũng phải thôi, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đi tiểu cũng phải lo lắng đề phòng trước sau, mà chủ soái thì lại chậm chạp chưa giải quyết được chuyện này, ai còn có thể tín nhiệm được đây. Lại qua vài ngày nữa Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bắt đầu thực hiện sách lược xâm nhập đánh nén. Hai người chỉ mang theo 36 thiết huyết vệ lẻn vào chủ soái danh trại của Lưu Đức Uy, đại náo một hồi, sau đó lại rút lui. Cứ làm như vậy liên tiếp vài ngày, khiến cho Lưu Đức Uy ngày ngày lo lắng, tinh thần căng thẳng sống qua ngày. Làm cho hắn nghĩ mãi không thông đó là có vài lần đao kiếm của đối phương đã đặt lên cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thêm chút nữa là cái đầu của hắn đã có thể dọn nhà rồi. Tại sao đối phương luôn buông tha mỗi một mình hắn, chỉ giết thân vệ bên cạnh, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại trên người hắn vài vết thương không nguy hại đến tính mệnh. Nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Chỉ có điều mỗi lần đều đối diện trực tiếp với tử vong, cảm giác này quả thực làm cho tim hắn run rẩy. Nhưng bất luận là hắn gia tăng thủ vệ của chủ soái danh trại thế nào đi nữa, đối phương vẫn luôn như vào chỗ không người vậy. Nhất là hai tên thiếu niên cầm đầu kia còn là người nữa hay sao, căn bản là sát thần truyền thế. Đặc biệt là tên luôn mặc quần áo đen ra tay không chút lưu tình, không một ai dám đến gần hắn, ngay cả thân vệ trung thành nhất cũng tránh ra xa khỏi kẻ này. Như vậy lại đã tốt, ngay cả chủ soái danh trại ngày nào cũng bị người ta đánh lén. Tuy rằng chủ soái vẫn bình an vô sự, nhưng quân tâm đã bắt đầu kịch liệt tan rã, trong quân đã bắt đầu không ngừng xuất hiện binh lính bỏ trốn. Nghĩ không ra, quả thực là nghĩ không ra, phản quân rốt cuộc là từ nơi nào mời đến được đám cao thủ này đây. Cứ lặp lại như vậy, lại 6 ngày nữa trôi qua, trong đại quân thiên binh đã xuất hiện binh lính bỏ trốn trên quy mô lớn. Ngay cả Lưu Đức Uy cũng bắt đầu tính đường rút lui. Xong cả 15 vạn thiên binh, ngay cả một sợi lông của đối phương cũng chưa đụng đến được, cứ như vậy bại lui. Sau khi trở về, chẳng lẽ tiên quân chỉ đơn giản trách phạt là xong thôi sao? Vừa nghĩ đến thủ đoạn của tiên quân, Lưu Đức Uy ra đầu tê dại, chỉ có thể lấy hết can đảm kiên cường tiếp tục chống đỡ. Có lẽ là hắn mỗi ngày đều cầu thần bái Phật đã cảm động trời xanh. Rốt cuộc sang ngày thứ hai đã thu được tin tức tốt, mà hắn cũng an tâm bắt đầu cho toàn quân lui lại. Dầm! Dạ Quân vỗ mạnh lên mặt bàn quát lớn: Tinh Nguyệt tiên tử bị bắt rồi sao? Tên lính truyền tin quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nói: Vâng. Dạ Quân đi qua đi lại bên bàn, hiển nhiên là có chút luống cuống. Phương Tử Vũ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt thần sắc lại thay đổi mấy lần. Từ Ngạo Thiên vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai hắn, đứng dậy nói: Dạ Quân, thời gian cũng không kém bao nhiêu, đã đến lúc phát động tổng tiến công rồi. Dạ Quân hàng lông mày nhíu chặt nói: Thế nhưng tiên tử còn đang nằm trong tay đối phương, vạn nhất... Không sao cả. Từ Ngạo Thiên kiên quyết nói: Tiên tử sẽ do ta và Tử Vũ xông vào trong doanh trại cứu ra. Vừa khéo kế hoạch của chúng ta cũng phải gây rối loạn doanh trại chủ soái trước tiên. Dạ Quân đi trước dẫn quân mai phục ở xung quanh, đợi đến khi chúng tôi phát ra tín hiệu, chư vị đồng thời hô lớn khẩu hiệu: Lưu Đức Uy đã chết, kẻ đầu hàng không giết, rồi đánh giết vào bên trong. Dạ Quân nhíu mày nói: Được, vậy thì nhờ cậy cả vào hai vị vậy. Đối với thực lực của hai người Từ Phương và Thiết Huyết Vệ, bọn họ đã sớm được nhìn thấy. Vô luận là đối phương phòng thủ nghiêm mật như thế nào, bọn họ vẫn có thể đi lại tự nhiên trong doanh trại chủ soái của địch nhân, cho nên đối với an nguy của bọn họ cũng thập phần yên tâm. Đã tồn tại hai kẻ thực lực tiếp cận cảnh giới thần, thêm vào một đám lão binh kinh nghiệm phong phú dị thường, kẻ nào có thể động đến bọn họ được đây? Ngay sau đó mọi người tiếp tục thương nghị chiến lược cuối cùng. Lưu Đức Uy đứng trong bóng tối, nhìn đám thiên binh qua qua lại lại nghiêm mật phòng vệ. Không phải là bọn họ không ngủ, mà là không dám ngủ. Bắt sống được một nhân vật cấp trưởng lão bên phe đối phương, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ của Yêu Hồ nhất tộc. Tuy rằng không có công lao gì lớn, song cũng có lý do để có thể yên lòng thoải mái lui binh. Đối phương chính là một tên trưởng lão, kém cỏi lắm cũng sẽ biết được bí mật của phản quân. Đợi trở về khảo vấn xem là kẻ nào đã bày mưu tính kế, sau đó phái người ám sát kẻ đó, rồi tiếp tục xua quân xông thẳng vào. Chỉ có điều phản quân cũng không phải là nhân vật dễ chọc gì. Sau khi lui ra khỏi cốc, cùng quân phía trước hội hợp, hắn vẫn không dám buông lỏng. Phương xa truyền đến một tiếng sói chu, Lưu Đức Uy cảm thấy trong lòng buồn bực. Ngay cả con sói chết tiệt đó cũng muốn cùng hắn đối nghịch cư, nửa đêm chu chéo. Từ từ, sói chu ư? Lang tộc chẳng lẽ... Đúng vào lúc này, một cỗ uy áp siêu cấp cường đại từ trên trời buông xuống. Lưu Đức Uy đột nhiên phát hiện ra bản thân không thể động đậy. Từ sâu trong bóng tối mơ hồ xuất hiện hai bóng người, một là của thiếu niên quần áo màu trắng, kẻ còn lại cũng đồng dạng một thân quần áo trắng nhưng không phải là nhân loại. Song khuôn mặt của hắn vô cùng quen thuộc, một đầu tóc trắng, trong bóng tối đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, còn có một đôi tai nhọn lông tơ trắng xóa. Chết tiệt, yêu hồ ư? Đồng dạng với nữ nhân bắt được đều là yêu hồ nhất tộc sao? Nhưng khuôn mặt đó... Lưu Đức Uy đột nhiên nhớ ra là hai tên sát thần, không nghĩ ra trong đó có một tên là yêu hồ tộc. Trách không được hắn vẫn không đoán ra hai tên tiên nhân hoàn hảo vô khuyết tại sao lại đi giúp đám tàn yêu yêu tiên cấp thấp này. Thì ra bọn chúng vốn là người một nhà. Chẳng qua hai tên này làm thế nào mà có được thực lực mạnh mẽ đến vậy? Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên sóng vai chậm rãi đi tới. Cả quân doanh tự như bị người ta thi ma pháp, tất cả mọi người đều đứng yên bất động. Bất động không phải bởi vì bọn họ không muốn động, mà căn bản là không thể động đậy. Tựa như mèo thấy chó, theo bản năng phát ra nỗi sợ hãi từ trong nội tâm. Rào rào, bịch bịch, tiếng bước chân không ngừng vang lên. Hai người nọ một đường đi tới. Phàm là thiên binh ở xung quanh bọn họ, tất cả đều không chịu nổi cỗ uy áp kia, thân thể nứt toác hết cả ra. Lưu Đức Quy hoảng sợ nhìn hai người đó. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được trong tiên giới lại có người có thể sở hữu thực lực như vậy. Hai người dừng lại cách Lưu Đức Quy 3 trượng. Từ Ngạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong bóng tối lại chạy ra một đám người. Quả nhiên toàn là thiết huyết vệ. Đám người này không phát ra một tiếng động, lập tức triển khai tìm kiếm. Lưu Đức Uy trong mắt không ngừng đảo loạn xạ. Hắn rất gấp gáp, cũng rất sợ hãi. Từ trước đến giờ cũng chưa từng cảm nhận tử vong đến gần hắn đến như vậy. Khoảng đến 1 phút, hai tên thuyết huyết vệ dìu đỡ Tinh Nguyệt, toàn thân đầy vết máu đi ra. Tinh Nguyệt yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Vũ, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lưu Đức Uy đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh người biến mất, toàn thân mềm oặt ngã ngồi xuống đất. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem đám người này có phải đang dọa hắn giống như mấy ngày trước không. Nhưng mi mắt vừa rồi mới nâng lên, liền nhìn thấy một vạt đen thui kéo qua. Ý thức cuối cùng còn sót lại của hắn chỉ mơ hồ nghe được một giọng nói lạnh như băng, tựa như đến từ địa ngục. Giết! Trên bầu trời, chủ soái doanh trại đột nhiên bắn lên một chùm lửa đỏ. Sau đó bốn phương tám hướng tiếng chém giết vang trời. Mấy tên tướng quân trông coi xung quanh đang chuẩn bị phái người đi mời Lưu Đức Uy chủ trì trận chiến. Ai ngờ nơi chủ soái doanh trại hàng loạt thân binh vệ chạy ra, mà phản quân cũng đồng thời hô to khẩu hiệu: Lưu Đức Uy đã chết, đầu hàng không giết. Đại quân thiên binh lập tức đại loạn, vốn không để ý đến khẩu hiệu kia, nhưng khi nhìn thấy số lượng lớn thân vệ chạy ra từ trong doanh trại chủ soái, nếu khẩu hiệu kia là giả, vậy đám người chạy trốn này thì giải thích như thế nào đây? Hiện tại rất nhiều tướng lĩnh cũng tin tưởng Lưu Đức Uy đã chết. Binh bại như núi đổ, câu danh ngôn này rất chí lý. Đám thiên binh căn bản không dám chạy loạn lên đầu, tất cả đều chạy loạn khắp bốn phía tìm đường thoát thân. Dạ Quân dẫn đầu mọi người thế như trẻ tre đánh giết vào. Trong thiên binh ngẫu nhiên có một vài đội tập hợp lại chống cự, nhưng rất nhanh bị đánh tan. Đại chiến diễn ra suốt một đêm, đuổi tận ra ngoài cửa cốc, Dạ Quân mới đánh chống thu binh. Thiên binh tiến vào núi với 15 vạn quân, mà khi ra khỏi núi thì lẻ tẻ rời rạc, gom góp lại không được 3 vạn. Có rất nhiều tên chạy thật sâu vào trong sơn cốc, cuối cùng chờ đợi bọn chúng chỉ có thể bị tiêu diệt. Tử thương hơn 4 vạn người, đầu hàng 6 vạn, chủ soái Lưu Đức Uy chết ngay tại trận. Mà phe Dạ Quân bị thương không đến vạn người, lại một lần nữa lấy được thắng lợi hoàn toàn. Tin tức rất nhanh được truyền đi khắp cả tiên giới. Rất nhiều tán tiên, yêu tiên ẩn náu trong bóng tối ở khắp nơi trên tiên giới, trái tim hướng về phe Dạ Quân, ào ào xuất hiện gia nhập Lôi Minh Sơn. Dạ Quân thực lực tăng mạnh. Sau 1 tháng, hai bên cùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Dạ Quân, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, 3 người song song đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân dày đặc dưới chân núi. Dạ Quân nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, Từ Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Dạ Quân hít sâu một hơi, hét lớn: Các vị bị ước hiếp nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta ngẩng cao đầu rồi. Chúng ta phải hướng đến cả tiên giới, chứng minh rằng tàn tiên và yêu tiên cũng không được phép bất kỳ kẻ nào ước hiếp chúng ta. Ta lúc này đây tuyên bố, phản kích của chúng ta chính thức bắt đầu. Tiếng reo hò truyền khắp Lôi Minh Sơn, đại quân chiến ý sôi trào. Tàn tiên, yêu tiên ẩn nhẫn rất nhiều năm, thời khắc phản kích rốt cuộc đã được triển khai. Tiên giới sau mấy ngàn năm yên bình rốt cuộc phải nghênh đón tràng chiến tranh quy mô lớn đầu tiên đã bắt đầu triển khai. Tuyết đã bắt đầu rơi, bông tuyết của tiên giới và bông tuyết ở nhân gian không khác nhau, vẫn tinh khiết và lạnh lẽo như vậy. Tuyết không thay đổi, nhưng người đã không còn như lúc trước. Còn nhớ rõ trận tuyết lớn năm ấy, Vũ Nuôi làm một bát mì còn thêm một quả trứng gà, cùng Phúc Thúc đứng bên cạnh ngây ngốc tươi cười. Hai vị lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn đứng cạnh nhau, hiện lên sao mà hiền lành đến vậy, sao thân thiết đến vậy. Cũng một trận tuyết đồng dạng, nhưng Phúc Thúc và Vũ Nuôi đã không còn nữa. Bọn họ không thể nhìn thấy Phương Tử Vũ khôn lớn, nhìn thấy bộ dạng toàn thân nhiễm đầy máu tanh của vị tiểu thiếu gia từng được họ vô cùng yêu mến này. Tuyết năm đó phủ kín trên thi thể của Phúc Thúc và Vũ Nuôi. Tuyết của hiện tại chỉ có thể phủ đầy trên thi thể cừu nhân của Phương Tử Vũ. Vì báo thù, hắn không quản máu tươi nhiễm đầy đôi tay. Vì báo thù, hắn không ngại trở thành địch nhân của tam giới. Máu tươi đem cả hắc bạch thiên địa nhiễm thành một màu đỏ. Bông tuyết trắng tinh liên miên không dứt rơi xuống mặt đất, muốn đem cả thế giới huyết tinh đó bao phủ, nhưng không ngừng bị máu tươi trên mặt đất nhuộm đỏ. Xác người phóng mắt nhìn ra, xác người không nhìn thấy điểm cuối. Thi thể chất đầy như núi, binh khí cắm đầy trên mặt đất như đang rên rỉ, như đang kêu oan cho chủ nhân của chúng, như đang điên cuồng gào thét với trời. Trời, thật sự có mắt hay sao? Một nam tử thân khoác áo choàng màu đen khẽ bước đi trong huyết địa, giống như đang tự hỏi một mình. Thanh âm của hắn có vẻ như có chút sa sút, lại tựa như bất đắc dĩ và bi ai. Mái tóc của hắn, khuôn mặt, tay, thậm chí cả áo choàng toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ. Cả người hắn nhìn qua tựa như một tên ma quỷ, một tên ma quỷ mới từ chỗ sâu nhất trong huyết trì địa ngục đi ra. Ánh mắt của nam tử đó rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, lạnh khiến cho người ta hoảng hốt. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua thanh phi kiếm đang cắm trên mặt đất vẫn còn ong ong rung động. Phi kiếm tựa như cũng chịu không nổi ánh mắt khiến người ta phát lạnh kia của hắn, trong nháy mắt vỡ nát thành bột phấn, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng tồn tại trên thế gian. Yêu nghiệt! Theo sau một thanh âm run rẩy, một vị lão giả toàn thân đầy máu đen cố hết sức nâng tay lên, yếu ớt nói: Ngươi tạo quá nhiều sát nghiệp, nghịch thiên mà đi, ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Báo ứng ư? Hắc y nam tử nhẹ nhàng phất tay, bụp một tiếng, cái đầu của lão giả trong nháy mắt nổ tung, máu nóng trộn lẫn với não tương trăng trắng bắn ra bốn phía. Tựa như là một chuyện rất bình thường, nam tử nhẹ nhàng buông tay xuống, lại lầm bầm tự nói: Nếu quả thật có báo ứng thì bảo nó đến đây đi. Ai... Một tiếng thở dài lo lắng vang lên sau lưng. Không biết từ lúc nào sau lưng nam tử đó đã đứng một đám người. Tử Vũ! Từ Ngạo Thiên một thân đạo bào trắng như tuyết cùng với hoa tuyết trong trời đất dung hợp làm một thể, nhưng lại hiện ra cực kỳ không hài hòa với thế giới khắp nơi màu đỏ này. Từ Ngạo Thiên đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được thành lời. Tinh Nguyệt và Kim Mê, Lăng Nguyệt, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ, 5 người nhìn thoáng qua thi thể nằm la liệt trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Dạ Quân và đám trưởng lão lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phản Đình đại quân thế như trẻ tre, một đường đánh lên Thiên Đình. Nửa đường nhận được tin tức, một đội tiên nhân tổ chức tự phát, nhân số hơn vạn đã chạy đến chi viện cho Thiên Đình. Phương Tử Vũ đích thân dẫn theo 1000 nhân mã đi trước ngăn trở. Dạ Quân vốn định để cho bọn họ ngăn cản một lát, ông ta theo sau điều động nhân thủ chạy đến chi viện, nhưng không nghĩ đến khi chạy đến nơi lại có thể được thấy một cảnh tượng như thế này. Trận chiến này song phương toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại Phương Tử Vũ một người. Lấy 1000 đấu 1 vạn, lại nhìn những thi thể tàn khuyết không nguyên vẹn nằm la liệt trên mặt đất vô cùng thê thảm, có thể hình dung được tình hình chiến đấu kịch liệt tàn nhẫn đến mức nào. Trong đống thi thể phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh. Từ Ngạo Thiên lập tức phi thân nhảy đến, từ trong đống thi thể tìm được một tên tiên nhân còn một hơi thở, vội vàng truyền vào cho kẻ đó một hơi chân khí, hỏi: Người thế nào rồi? Hai mắt của tên tiên nhân này đã tan rã, nhưng khi ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy Phương Tử Vũ thì lập tức lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, thanh âm run rẩy nói: Ma quỷ, hắn không phải người. Phương Tử Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: Ta vốn không phải là người. Tên tiên nhân sắp chết còn muốn nói điều gì đó, nhưng câu nói cứ nghẹn ở trong cổ họng, nói không thành lời. Khuôn mặt nóng vội đến đỏ hồng, cuối cùng một mạng ô hô. Có lẽ tiên nhân này là người chứng kiến cuối cùng, hoặc cũng có lẽ cũng chỉ như những thi thể nằm trên mặt đất kia mới biết được. Tạo thành tất cả những điều này chỉ bởi một người, tên nam nhân băng lãnh kia. Khi địch ta song phương vừa mới tiếp xúc, quả thực là đánh giết đến khó phân thắng bại. Đặc biệt là dẫn đầu bên phe Dạ Quân Phương Tử Vũ càng là dũng mãnh không thể chống đỡ. Nhưng không biết trong quá trình chiến đấu hắn đã bị cái gì kích thích, rốt cuộc hiện ra yêu hồ chân thân. Hơn nữa vốn một đôi mắt màu xanh biếc biến thành màu đỏ như máu, đỏ như máu tươi ướt át. Một tên nam nhân phát cuồng, không phân địch ta, chỉ cần là xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tất cả đều giết không tha. Có thể nói hơn 1.000 cỗ thi thể này có hơn một nửa là do hắn giết, không một người nào sống sót, chỉ có xác chết. Mặc kệ là tiên nhân chi viện cho tiên quân hay là tiên nhân bên phe Dạ Quân đều bị hắn dọa cho sợ đến nỗi vỡ mặt, chung quanh chạy trốn chết, tiếc là không một người nào có thể chạy thoát. Mãi đến khi chết đi, bọn họ vẫn nghĩ không ra vì sao lại có một kẻ siêu cấp cường đại đến như vậy xuất hiện, vì sao hắn lại độ sát không phân địch ta như vậy. Tiếc là không một ai biết, không một ai nói ra được một lời, bởi vì còn lại chỉ là những thi thể lạnh như băng. Khẽ thở dài một hơi, Từ Ngạo Thiên buông cỗ thi thể đang lạnh dần trong tay xuống, nhìn về phía Phương Tử Vũ, tựa như cái thân ảnh từng quen thuộc đó càng lúc càng xa lạ, nhẹ giọng nói: "Tử Vũ, Thiên Đình đánh thắng rồi sao?" Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu nói: "Đang trong hoàn cảnh toàn lực công kích." Phương Tử Vũ nhếch mép không nói gì. Tình huống nhất thời rơi vào bầu không khí lúng túng. Dạ Quân ho khan một tiếng, sau đó ha ha cười lớn nói: "Phương huynh đệ, chỉ có ngươi lấy 1.000 chống lại 1.000 mà vẫn bình yên vô sự, xem ra ngươi thật sự đã tiến vào cảnh giới của cổ thần rồi." Phương Tử Vũ hờ hững nhìn ông ta, khi ánh mắt quét qua khuôn mặt của Tinh Nguyệt và Lục Tử Huyên tứ nữ thì không biết vì sao trong lòng một trận chấn động vô danh, thấp giọng nói một câu: "Trở về thôi." Nói xong hắn không để ý đến mọi người, dẫn đầu lăng không bay đi, lưu lại chỉ là đám tuyết đỏ như máu vẩy ra bốn phía. Đôi mắt của Từ Ngạo Thiên ngước nhìn bầu trời xám xịt không sức sống, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương vô danh. Có lẽ chỉ có hắn, người hiểu Phương Tử Vũ nhất mới biết được chân tướng. Cũng chỉ có hắn, cao thủ có tu vi tương đương với Phương Tử Vũ mới cảm nhận được khí tức tràn ngập bi ai, phẫn nộ, cừu hận khi Phương Tử Vũ đổ sát chúng tiên nhân. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới bất chấp tất cả vội vàng chạy đến, khiến cho đám người Dạ Quân tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, cho nên cũng chạy vội vàng theo sau hắn. Thái thượng trưởng lão nói rất đúng, Tử Vũ sẽ thay đổi, cứ tiếp tục như thế này sẽ có một ngày trở lên xa lạ, không còn là cái Phương Tử Vũ của trước kia nữa. Kinh thiên động địa, có lẽ ngay cả từ kinh thiên động địa cũng không thể nào tưởng tượng được chiến trường trong thời khắc này. Thiên cung to lớn tựa như một cái bánh ngọt, vô số tiên nhân đằng vân giá vũ từ bốn phương tám hướng bay đến, tựa như bốn ổ kiến lớn dốc toàn lực lượng, từ bốn phía chen chúc nhau xông về phía cái bánh ngọt. Mà đám kiến đầu tiên chiếm được miếng bánh ngọt cũng không cam lòng đem mỹ vị của chiếc bánh ngọt này cùng những kẻ khác đồng hưởng, vì thế đoàn kiến bắt đầu đánh nhau. Cả không trung được bao phủ bởi trận mưa sao băng, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện ra đám ánh sáng chói mắt này không phải là sao băng mà là pháp bảo đang bay múa đầy trời. Không trung không ngừng truyền đến tiếng sấm, tiếng chém giết, cũng không ngừng có người rơi xuống, phía dưới thi thể chất đầy như núi. Phương Tử Vũ được Dạ Quân cắt cử công đánh Tây Thiên Môn, khi hắn chạy đến thì song phương đã rơi vào trong trạng thái giằng co. Tây Thiên Môn đã bị đóng kín, bên ngoài Tây Thiên Môn nhân mã hai phương đánh giết đến khó phân thắng bại. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng khát máu, dẫn theo một đội quân đầy đủ sức lực đánh sâu vào bên trong. Phương Tử Vũ như xông vào chỗ không người, căn bản không cần dùng bất kỳ vũ khí gì, chỉ bằng một đôi bàn tay đã đánh giết mở ra một con đường máu. Đột nhiên bên cạnh tiếng gió rít mãnh liệt, chỉ bằng sự dao động của cỗ khí tức này đã có thể cảm nhận được kẻ đánh lén này là một cao thủ. Phương Tử Vũ cười lạnh lùng, hơi nghiêng người né tránh đao khí, nhìn lại kẻ đánh lén thì ra đó là một kẻ mặc trang phục tướng quân, có lẽ là tướng giữ thành ở Tây Thiên Môn. Vị tướng quân này dường như đã sớm đoán được Phương Tử Vũ có thể tránh thoát khỏi đòn đánh lén của hắn, không chút nản lòng tiếp tục công kích. Phương Tử Vũ vươn một bàn tay ra, lướt theo bản đao đang bổ tới, đầu ngón tay khẽ búng ra một chỉ, đinh, thanh bối kim đao dày trong nháy mắt vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Tướng quân nắm chặt thanh đao, giờ chỉ còn lại chuôi đao, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Thanh bối kim đao này thuộc loại tiên khí, mặc dù còn chưa phát huy ra công hiệu đáng phải có của tiên khí, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bị đánh nát như vậy. Phương Tử Vũ chẳng qua rất là nhẹ nhàng, chỉ dùng một đầu ngón tay đã hoàn toàn đánh vỡ tiên khí. Thực lực của hắn rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi đây? Tướng quân không suy nghĩ nhiều, trên thực tế là không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì một bàn tay dính đầy máu lạnh như băng kia đã nắm lấy cổ họng của hắn. Thậm chí ngay cả đối phương ra tay như thế nào hắn cũng nhìn không thấy. Nhẹ nhàng bóp một cái, xương cổ họng đã hoàn toàn vỡ nát. Sau khi Phương Tử Vũ gia nhập, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, căn bản là không còn phải gì lo lắng nữa. Mà đám thiên binh đang chiến đấu quả thật là cũng rất trung thành, giết cho đến kẻ cuối cùng cũng không có một người nào đầu hàng hay bỏ chạy. Lao đi vết máu dính đầy trên mặt, lại nhìn đại quân hăng hái xông về phía Tây Thiên Môn, nhưng thủy chung vẫn không thể phá được cái lồng trong suốt bảo vệ cửa. Bên trong Tây Thiên Môn, một đám người đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, tụ tập pháp lực duy trì cái lồng bảo vệ cửa Tây Thiên Môn. Tướng quân! Một tên tiểu đầu mục đi đến sau lưng Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ lắc đầu, bàn tay phải mở rộng, một vòng hắc khí bao phủ hoàn toàn cánh tay phải. Sau khi hắc khí tan đi, một thanh trường đao đã bị nắm chặt trong tay. Mau tránh ra, Phương tướng quân đến rồi! Phương Tử Vũ đi thẳng đến Tây Thiên Môn, đám binh sĩ tự động tránh ra tạo thành một con đường. Cách Tây Thiên Môn vài thước mới dừng lại, Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt đao, giơ lên cao quá đầu. Tất cả ánh mắt trong ngoài cánh cửa đều tụ cả lên người Phương Tử Vũ. Đột nhiên, hắn quát lớn một tiếng, trường đao bổ mạnh một phát về phía trước. Đao khí nén không khí, hình thành một cỗ sóng dữ lao về phía Tây Thiên Môn. Cả tòa Tây Thiên Môn rốt cuộc chống đỡ không được cỗ đao khí tuyệt thế này, trong nháy mắt nổ thành một đống đá vụn. Mà đám người ngồi bên trong cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể tin được nhìn Phương Tử Vũ. Thiên môn cháo được xưng là vách ngăn tuyệt đối, trăm ngàn năm qua chưa từng bị một ai phá vỡ. Không nghĩ tới Phương Tử Vũ chỉ một đao duy nhất đã phá đi tiền lệ suốt trăm ngàn năm qua. Điều này cần phải có thực lực kinh thế hãi tục đến cỡ nào đây? Phương Tử Vũ nắm chặt đao trong tay, như thần lại như ma đứng đó, trường đao vung lên chỉ về phía trước quát: tất cả xông lên, giết hết không tha! Giết! Đám người như quân đoàn kiến ùn ùn xông vào. Không đến một hồi, Bắc Thiên Môn do Từ Ngạo Thiên phụ trách cũng bị công phá, lại phân ra một bộ phận binh lực từ bên trong công phá Thiên Môn cháo của Đông Thiên Môn và Nam Thiên Môn. Trong Thiên Cung đã tràn ngập bóng người, tình trạng này tựa như một chậu rửa mặt dày đặc kiến đang di động. Cảnh tượng hùng tráng như thế này quả thật là rất khó nhìn thấy được. Cướp bóc, đồ sát, khắp nơi ánh lửa ngập trời. Đám yêu tiên và tàn tiên oán khí do bị ức hiếp từ trước đến nay lúc này hoàn toàn được phóng thích ra. Bọn họ từ tiên nhân xuống làm chiến sĩ, lại từ chiến sĩ biến thành đao phủ kẻ cướp. Đám hồ tiên mỹ lệ bị máu tươi nhuốm đỏ, đại điện lộng lẫy, từng tòa lầu các cao vút, tất cả đều như một bó đuốc cháy rực. Khi đám người Dạ Quân, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ đi vào Thiên Đình điện, tình hình chiến đấu đã gần kết thúc. Trong Thiên Cung, thiên binh, thiên tướng, tiên quan tất cả đều vinh quang chết trận, không một kẻ đầu hàng. Tiên quân tự vẫn, thi thể bị tiêu hủy. Toàn bộ Thiên Cung ngoại trừ cung nữ không một ai sống sót. Đế quân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Dạ Quân trong ánh mắt hướng về của mọi người, mặc một thân long bào, ngồi trên long ỷ, trở thành vị quân vương điếc tai đầu tiên kể từ khi tiên giới được thành lập cho đến nay. Trên thực tế, ông ta căn bản là không nghĩ đến việc làm quân vương, chỉ là sự xuất hiện của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đã đánh vỡ cục diện luôn bị đánh của bọn họ. Càng ngoài ý muốn đó lại là triển khai phản công. Vị quân vương trẻ tuổi này nhìn chúng đại thần dưới điện thật là có chút bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Bên dưới, đông đảo đại thần đang quỳ trên đại điện. Những người này đánh giặc còn được, nhưng đối với việc quản lý của tiên giới thì không phải là sở trường của bọn họ. Tất cả đều là đến từ dân gian. Chỉ có điều sau đại loạn, tất cả lập lại an ninh trật tự. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của kẻ có kinh nghiệm phong phú như Dạ Quân chắc chắn sẽ quản lý tốt tiên giới. Dạ Quân phất tay nói: chư vị đứng dậy đi. Tạ ơn đế quân. Văn võ bá quan đứng dậy, phân biệt đi về hai bên mà đứng. Dạ Quân đứng dậy nói: chư vị đều đã từng khắc sâu chịu đựng sự hãm hại của tiên quân tiền nhiệm. Hôm nay chúng ta vùng lên nắm quyền quản lý, hy vọng chư vị cần phải nhớ kỹ rằng không thể bức hiếp lương dân. Vâng. Tiên giới ta, thiên triều từ khi khai sáng mấy ngàn năm qua. Dạ Quân và văn võ bá quan ở trên thiên đình chậm rãi bàn luận. Cùng lúc đó, Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, bọn họ đối với việc Dạ Quân đăng cơ không lấy làm để ý. Lúc này, hai người bọn họ dẫn theo Thiết Huyết Vệ và tứ nữ đang ở trong thiên cung bảo bối, bới tung hết cả lên. Tìm nhanh lên một chút, có hay không vậy? Không có đâu. Vương gia, vật đó có hình dáng thế nào? Lúc này, trong thiên cung bảo khố loạn thành một đoàn, hơn 40 người lục tung hết tất cả mọi thứ. Buồn cười nhất là vật mà bọn họ muốn tìm hình dạng thế nào cũng không biết. Đột nhiên, Lục Tử Huyên ôi chao một tiếng, không cẩn thận khuỷu tay đập vào một cái hộp vuông nhỏ. Hộp vuông rơi xuống đất tức thì bung ra, một khối ngọc nhỏ lăn ra ngoài. Cùng lúc, Chí Tôn giới trên tay Phương Tử Vũ và Thần Thạch trước ngực phát ra một chùm tia sáng. Là nó! Phương Tử Vũ vẻ mặt vui sướng chạy đến nhặt khối ngọc nhỏ lên. Đích xác là khối ngọc nhỏ này, chất ngọc cùng Thần Thạch và Chí Tôn giới hoàn toàn giống nhau. Mọi người đi đến vây xem. Từ Ngạo Thiên khuôn mặt cũng đầy vui sướng nói: quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc cũng đã tìm được. Ai, nếu không phải vận khí tốt, đến lúc gặp phải Dạ Quân đám người bọn họ muốn tìm nó lại phải mất một phen chân tay rồi. Phương Tử Vũ đem khối ngọc nhỏ thu vào Chí Tôn giới, lại lấy ra trường đao nói: chúng ta đi thôi. Từ Ngạo Thiên sừng sốt nói: không muốn từ biệt Dạ Quân sao? Không cần. Phương Tử Vũ vung trường đao lên, không gian lập tức bị xé rách ra một cái lỗ hổng, cũng không quay đầu lại nói: đệ không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Nói xong liền dẫn đầu đi vào. Từ Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, ngoắc hai tên tiểu đầu mục được Dạ Quân phái đến giúp bọn họ tìm kiếm, nhưng sớm đã bị một chiêu vừa rồi của Phương Tử Vũ làm cho trợn mắt há hốc miệng, nói: xin thay chúng tôi hướng Dạ Quân cáo biệt. Sau đó cũng bước vào. Thiết Huyết Vệ và tứ nữ cũng nối đuôi nhau mà theo vào. Đợi đến khi Dạ Quân dẫn theo quần thần chạy đến thì miệng không gian đã sớm khép lại. Dạ Quân vẻ mặt mất mát hướng bảo khố vái một vái nói: chư vị một đường bình an, nhan kiến xin bái biệt. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 24 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như vậy là sau 24 tập mới chúng ta mới khai mở ra, gọi là bí mật lớn của bộ truyện này bắt đầu mới được khai mở. Sau khi mối thù của Phương Tử Vũ đã được diệt xong rồi thì chúng ta lại mới hé mở sang một bí mật mới. Bí mật đó được gọi là Thần Mộ. Và diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy đón xem tập 25 sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.